Leo và Đỗ Lưu, chủ nhiệm câu lạc bộ Việt Vinh Star và các thành viên. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Vượng, chủ nhiệm câu lạc bộ Ánh Dương, thành phố Hải Dương và các thành viên. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vi Mạnh Cường, chủ nhiệm câu lạc bộ Ngôi Nhà Chung Vi Cường và các thành viên. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Công Khanh, chủ nhiệm câu lạc bộ Hắc Ca Đan Thái Bình và các thành viên. Trân trọng giới thiệu các thành viên của câu lạc bộ Văn hóa Thể thao Thanh niên. Trân trọng giới thiệu ông Đỗ Trung Lập và bà Trần Quý Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ Khiêu Vũ Hoa Lửa và các thành viên. Trân trọng giới thiệu Mr. Dưới, chủ nhiệm câu lạc bộ Bình Minh Thái Bình và các thành viên. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thủy, chủ nhiệm câu lạc bộ Thành Lộc Ánh Sao Đông Triều Quảng Ninh và các thành viên. Trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Bích Hồi, chủ nhiệm câu lạc bộ Đá Y Dược Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thái, chủ nhiệm câu lạc bộ Nghĩa Thành và các thành viên. Trân trọng giới thiệu ông Trịnh Công Ánh, chủ nhiệm câu lạc bộ Nam Triều Giang Thủy Nguyên. Và đông đủ các thành viên của các câu lạc bộ đã có mặt để tham dự sự kiện đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón. Và để chúc mừng cho sự kiện 8 năm ngày thành lập Xuân Anh Network, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên trên sân khấu ông Lê Văn Toài, Phó Giám đốc Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Điệp. Ông Đào Trọng Hiền, trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa thể thao Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Điệp sẽ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ Xuân Anh Network. Và xin mời ban chủ nhiệm câu lạc bộ Xuân Anh Network cùng lên sân khấu để đón nhận lãng hoa tươi thắm này. Xin kính mời. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho phần biểu diễn đầu tiên. Bạn chúng ta đến từ Xuân Anh Dance Sport. Và xin mời các chị nhà cùng ra sản diễn. Và hãy dành cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và tiết mục đầu tiên áp lực rất lớn dành cho các thành viên của câu lạc. Tôi biết rằng là tiết mục này các chị cũng tập trong một khoảng thời gian khá khá rồi và hy vọng rằng là ngày hôm nay các chị sẽ dành hết năng lượng của mình để rực rỡ và tỏa sáng. Và âm nhạc chuẩn bị. Bắt chúng ta bắt đầu. Yeah.
cảm ơn phần trình diễn đầu tiên của đơn vị tổ chức một vị chủ nhà phù hợp với sở thích cũng như là khả năng của mình. Vâng, xin mời Xuân Anh chủ nhiệm công bố cùng lên sân khấu ạ. Vâng, sau đây sẽ là danh sách các anh chị có sinh nhật trong quý 3 và quý 4 năm 2024. Và xin mời các anh chị có tên cùng lên sân khấu để đón nhận phần quà tặng và tôn vinh. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Thanh Lan. Và xin mời chị lên sân khấu ạ. Chúc mừng anh Phạm Văn, chúc mừng anh Duyên, chúc mừng anh Bùi Hùng,
Trần Thị Mỹ Hạnh, chúc mừng chị Nguyễn Hoàng Tiến Dương và chúc mừng chị Bùi Thanh Hà. Đó, xin mời các chị đặt chân lên sân khấu. Sau đó thì mới có thể là vào. Và một tràng pháo tay chúc mừng cho sân anh đã
biệt. Và bên đây tôi rất mong muốn các quý vị anh chị chúng ta cùng ra ngoài khu vực bên ngoài, chúng ta có thể chụp hình và tham quan những cảnh đẹp của nhà video. Để bên trong này thì các nhân viên mọi người sẽ xếp lắp bàn vào đấy phục vụ việc cho anh chị trong khoảng 15 phút. Thank you.